Chào các bạn thân mến, trong cái phần video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật gẩy ép dây và chạy chromatic ép dây bằng hai ngón này và ba ngón. Đấy. Thì trước tiên và cái phần đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy ép dây bằng hai ngón. Bây giờ các bạn sẽ vào phần đầu tiên, các bạn tập bằng dây buông, sau đó các bạn mới chạy chromatic ép dây bằng hai ngón. Đây, và phần bắt đầu các bạn tập ép dây thì các bạn nên nhớ là bây giờ tôi gảy từ cái dây số 1 trước. Dây số 1 thì các bạn đặt tay lên dây, bắt đầu từ cái ngón trỏ nhé. Ngón trỏ Y, tức là Y, M, hai ngón này thay đổi. Đặt lên cái dây số 1, các bạn ép, tức là các bạn gảy xuống, sau đó là nó bật vào, tì vào dây số 2 như này. Đấy. Đấy, sau đến ngón này đặt vào dây số 1 nhé, đặt ở đầu ngón tay, sau các bạn ép dây xuống, tức là gảy bật. Đấy, tôi tì vào dây số 2. Đấy. Như thế các bạn sẽ chạy cho tôi, tức là mỗi một dây là 4 nhé, 4 nốt. Ví dụ như này. Tiếp theo dây C. Tiếp theo dây son. Tiếp theo dây re. Tiếp theo dây la. Tiếp theo dây mì. Tuy nhiên trên dây mì này không còn cái dây nào để ép tì lên, thì các bạn cứ ấn xuống giống như các dây bên dưới nhé. Thế bây giờ các bạn sẽ làm nhanh dần lên. Tôi lấy ví dụ này. Vân vân, các bạn cứ làm như thế, tập nhiều, làm nhiều lần cho tôi nhé. Sau khi mà các bạn tập tốt cái ngón tay này rồi thì các bạn bắt đầu mới bấm chạy chromatic nhé. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn kỹ thuật gảy ép dây bằng ba ngón này. Ba ngón này là P, à, I, M, A. I, M, A. Thì biết các bạn sẽ gảy cho tôi, tức là ngược rửa lên, tức là bắt đầu bằng cái ngón P, I, M, A, tức là bắt đầu bằng ngón A này. A, M, I, M. Đấy. Tôi nhắc lại là đầu tiên các bạn sẽ gảy bằng cái ngón A, M, I, M. Sau lại A, M, I, M nhé. Ví dụ như này. Đấy, như thế 1 2 3 4, tôi gảy lại này, 1 2 3 4, 1 2 3 4, sau đó lên dây trên này. Tiếp theo dây son. Tiếp theo dây re. Tiếp theo dây gì, dây là và dây mì. Bây giờ tôi sẽ gảy lại 6 cái dây buông, bắt đầu từ cái dây số 1 này cho các bạn. Sau khi các bạn đã gảy dây buông thạo rồi thì các bạn sẽ kết hợp với ngón bấm ở trên này nhé. Tôi sẽ gảy kết hợp ngón bấm này. Thank you.
gẩy đến thế tay 12 này rồi thì các bạn lại gẩy chạy ngược lên cũng như thế nhé. Sau khi mà các bạn đã gảy cái ép dây này, tức là thạo rồi, thì hàng ngày các bạn sẽ trước khi vào tập các bài mới thì các bạn sẽ cố gắng là chạy hai cái kỹ thuật này, ép dây của hai ngón và ba ngón. Đấy, các bạn chạy đi chạy lại nhiều lần cho nó trơn tru, tức là ngón tay bấm và ngón tay gảy. Sau đó các bạn mới vào bài tập thì rất là tốt. Mà cái này giống như là người ta thể dục hàng ngày, các bạn cứ sáng nào cũng thế, các bạn sẽ tập kỹ thuật này cho tôi, sẽ rất có lợi cho tay phải và tay trái. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.